Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Dạ, những ngày đầu năm mới. Hôm nay giới thiệu bà con cô bác. Hôm nay em mới có thêm một người phụ đóng hàng. Thì bà con cô bác không gian nhỏ nhỏ hàng ngày em đóng hàng gửi đơn với bà con cô bác đây. Đấy, hôm nay em giới thiệu bà con cô bác, đây là một đại gia. Một đại gia của em. Ngoài đại gia mẹ Hoạt thì đây là đại gia thứ hai ạ. Đây, xin giới thiệu bố Trương. Đây, bà con cô bác. Hôm nay là bố Trương xuống đi khám bệnh, tận tranh thủ là đóng hàng giúp con gái luôn. Bữa giờ đang những ngày Tết của chú anh chị nên là trộm vía đơn hàng cũng nhiều hơn những ngày bình thường. Đấy, nên là hôm nay bố xuống cái tranh thủ, bố thấy nhiều, bố cũng phụ giúp. Bố Trương chào cô chú anh chị đi bố Trương. Ngại bố Trương lâu ngày không lên clip. Anh này mất tiếng. Mất tiếng, bố xin chào mọi người. Đấy, chứ hôm nay bố đi khám. Trên kia nó lặng, xuống đây nó lặng qua. Bố tự dưng cái nói đi khám không giờ về bắt bố đóng cho mọi người là chết. Nói được mất tiếng rồi. Không, bố bị mất tiếng thôi chứ bố vẫn khỏe mọi người. Do không biết sao xuống đây hay bị mất tiếng thôi chứ. Hôm nay là đi dặn như đi khám tổng quát để xem mới lấy thêm thuốc về uống. Dạ, đại gia theo đúng nghĩa. Rồi. Nghĩa bóng và nghĩa đen luôn. Dạ. Chú Quang làm mất bận như vậy, có quay không? Dạ. Có quay không? Dạ em đang quay. Quay đâu? Quay ai? Dạ em đang quay clip. Rồi, quay clip thì quay hôm nay chúng ta kêu kêu anh qua quá. À, đang live stream với bác đúng không? Dạ không, em đang quay clip. Quay clip gì ghi nghe quá. Đây anh vô, chả giới thiệu bà con. Rồi, bác dân vũ. Con, từ từ anh. Con khách dễ thương lắm mọi người. Qua giờ em đóng hàng ở đây, anh đi qua đi lại, anh thấy em bán hàng, các anh cũng hỏi. Bữa giờ, anh muốn mua hàng gì anh? Mua hàng Bắc Ca đó, có bán thiếu không? Bán thiếu hả? Có, bán thiếu luôn. Bán hàng Bắc Ca rồi. Bán thiếu nhưng mà phải cho số điện thoại. Được không? Rồi. Ủa chưa biết người ta chưa báo giá bao nhiêu cái đưa vậy hả? Chứ bán hàng Bắc Ca nhiêu? Anh đoán em bán bao nhiêu? Người khác là riêng anh làm bán rẻ hơn á. Không biết nữa. Bán nhiều mua nhiều à? Bán nhiều. Nhìn đứng nói chuyện xíu được không? Không. Cho anh khách lạnh lùng vậy. Đâu? Dạ, đây một hộp đúng không anh? Một hộp. Dạ. Một hộp Mắc Ca và con. Đây khách đầu tiên đến nhà mua hàng, bình thường là giao đi thôi, khách này là đến tận nơi. Quên. Để nó chỉ rẻ khối ăn 150. 150 một hộp. Có vẻ mua nhiều có kinh nghiệm hả? Biết. Có kinh nghiệm. Vậy là quen bạn gái nhiều cũng có kinh nghiệm nữa. Ủa vậy hả? Không có bạn gái chưa? Chưa có bạn gái hả? Chưa. Anh thấy em sao? Ok. Được lụm luôn, được con về đất nông luôn nha ba. Ôi trời. Biết ba em luôn. Rồi, được con về đất nông luôn đi. Con chạy con coi chạy cai nghiện số 1 nè. Được con về đất nông luôn, lực lượng thanh niên phong luôn nè. Cái gì anh nói gì? Trường cai nghiện số 1 ở Đắk Tiếp. Là anh ở đó hả? Cai coi cái máy cai nghiện ở đó. Coi hả? Rồi. Xong chưa? Được rồi. Ủa là quê đất nông luôn hả? Anh ở đây nhưng mà anh coi mấy cai nghiện đó. À vậy hả? Ừ. Anh tên gì? Từ nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Bồ nhanh quá không biết nói làm sao. Tại bây giờ anh tên Sang hả? Tên bị bỏng. Yêu anh đi, giờ anh làm tốt là do bố. Bố kèo thơm ơi. Thôi thương anh đi, giờ anh tốt là do. Thôi gì nhanh vậy, mới gặp cái thương anh đi là sao? Thì chiều làm ngày khác em vậy. Từ từ, bình tĩnh thôi. Mà bồ bập với con gái người ta ngại. Chỉ ngày có gì đâu. Ở trên đây biết cô giấy là biết. Ủa anh Sang hả? Ủa anh tên Sang luôn mọi người. Anh Sang anh cười thử em nghe cái coi nào. Thôi anh đi, giờ anh mua đồ tốt là cho. Anh có quan trọng vẻ bề ngoài không? Không. Không hả? Bố ra đây bố. Để em gọi bố em ra xem bố cơm không? Bố ra đây. Bố đang đóng hàng cho bố đóng đi. Bố ra đây. Trời ơi, bố nhanh lên, con gái sắp đẻ rồi. Bố nhanh lên. Ra đây để. Bố kêu là bố ưng ngay. Bố ưng cái gì đấy? Chú đi đâu này. Ôi. Đây giới thiệu anh, đây bố của em. Chịu anh đây. Bố, chào bố. Dạ. Chịu con làm gái bố. Bố, 30 triệu hết. Trời ơi, bố em lần đầu mà có người hỏi. Đang cầu mong rồi. Thôi được rồi, quay. Quay hả? Tiếp cận nữa. Ủa vậy hả? Ừ. Anh làm em không mọi người. Để quay gì là tự nhiên rồi, đâu có gì đâu. Tự nhiên hả? Ừ. Anh biết em quay clip hôm qua hay vậy? Thấy em nghe mua anh. Hôm qua thôi em thấy anh đi qua đây xong cái anh cũng để ý thấy em bán hàng quá. Thấy em đẹp quá làm ra để ý rồi, để ý mua hàng xả tính không biết xả được không chứ không được đâu.
hôm nay mới có cơ hội gặp. Hôm bữa giờ con đóng hàng đây cũng thấy anh đi qua đi lại, anh hỏi mà chưa thấy mua. Nay mới qua mua. Nhà đẹp quá. Không, nhà này em thuê à, hồi nãy chú khoái cười nãy giờ. Bố em dễ tính lắm. Gì chứ bố em tiêu chuẩn để con rể là siêu rể luôn. Chú cười nãy giờ. Vậy là tắt con chở em nãy giờ về luôn nha bố. Mai bác về rồi. Ngày mai con chở bố về luôn nha. Bác đi xe cà, bác đi. Thôi đi. Bác xe gì? Chạy bò hai là đi xe gì? Bác đi xe ngoài. Con đi xe máy rồi đó. Con mới nhận chỗ đơn vị làm mà con đi Trang Hòa nè. Con đi Trang Hòa hay là đi Cúc Tùng rồi này nọ nè. Con biết nhà xe con biết hết á. Ôi, hồi xưa là con chuyên gia, con đi Lữ Gia, giờ Lữ Gia nó phá sản rồi. Đi xe máy không đi được. Dễ thương quá. Rồi quý Thảo nữa, bố có đi xe Quý Thảo không? Bố luôn. Hôm nay đi xe thì cô cha đi suốt rồi. Mẹ nữa trời. Mà nữa chưa cho năm nhiêu? 89. 89 hả? Không, 89 hợp. Hợp. Nhưng mà bố em có tiêu chuẩn nha. Bố em rẻ nhưng mà cũng có tiêu chí mới chọn rẻ nha. Không được. Được không? Anh này chịu làm ăn là được rồi. Làm nhà nước là được rồi. Ủa anh làm ở bên đó lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ. Lâu là bao nhiêu lâu? 5 năm rồi quá gì. À 5 năm rồi hả? Em để cho anh vô em bán. Đói quá. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ muốn làm quen em là phải mua hết chỗ này. Úi giời, cái này luôn. Giờ muốn làm quen nên xin số mua hết chỗ này. Rồi đấy, có số đi rồi mai mốt mình mua. Tới đây mua về anh biết cho chị Huy nữa. Rồi, số em cũng rẻ lắm, đặt đây. Liền là 0559. À, rồi bấm rồi. Anh ấn đi 0559. Nè. Đây em ấn cho. Đây 0559 029 039. Đó, gọi qua liền nha, chốt kết bạn liền nha. Ừ. Sau này có mua hàng gì Tết này, dòng họ bà con cô bác thì có mua thì nhắn em nha, em rồi. Bán đầy đủ hết trơn á, mắc ca hạt điều ấy. Mua đi cái gì? Tên gì? Em tên Ngân. Ngân à? Dạ, tên Ngân. Chưa đưa cho ảnh kìa. À, chưa đưa. Quên, anh làm quý quá, quên luôn. Rồi, mua luôn á. Anh thử luôn đi anh. Thôi, mua luôn á. Rồi. Anh thử đi. Anh thử được, để em bóc cho. Cái này là chiêu trò marketing nè. Thôi, mua cho em luôn. Không. Mua, anh thử đi em. Em cái này em mời. Thôi. Cái này em mời, em sẽ gửi cho anh hũ mới luôn. Thôi không, mua ăn rồi. Rồi. Mời anh thử. Rồi, ngon rồi. Ngon không? Ngon. Chưa ăn, phải biết ngon rồi. Thì em là anh biết ngon rồi. Cái này đi cũng hạ thính dữ lắm nè. Wow. Rồi, thôi em về. Về hả? Ừ. Nhớ bữa sau quay lại nha. Có tiền chưa? Có tiền chưa? Thôi tiền rồi, đứa 50 rồi. Rồi nhé. Có giúp đàng hoàng nha. Tao không nhìn bán mắt người ta được. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn anh Sang nhiều. Cũng là trời. Chết tôi luôn à. Anh vô như một cân lốc. Anh lâu nay mới được nói. Anh vô như một cân lốc. Nó chứ dễ thương lắm bà con cô bác. Bên này nó đang có cái đám. Qua giờ đóng hàng thấy anh đi qua đi lại chắc cũng ngại không dám hỏi. Bữa mình bán không đồ khô mà hỏi vô có khô bò không. Muốn thú rồi. Trời ơi, tưởng đâu hút luôn làm con rể hả bố. Rồi nay trộm vía bố xuống là quá trời đơn mà lại biết đâu là có thêm mối mới thì ngon. Ủa thì rồi như vậy là hai đứa đều 28 đúng không? Quyên đâu, 89 là anh năm nay bao nhiêu? 89 là ba mấy rồi. Quyên là với con này nè. À cháu á, ừ. Dạ, 28. Quyên thì không thì nữa. Cái hình là hai đứa bao tuổi mà. Như vậy tôi đang nói hai đứa bao tuổi không thì nữa. Trời dễ thương. Sao bố thấy ưng bố? Bố chắc giờ thấy ai ưng. Có mối là được rồi. Không phải ưng con gái bố là được rồi. Con gái bố là được rồi. Đang cần người đọc, đang cần người đọc. Đây, đây con đóng cho. Nãy giờ bố thấy không? Bố tôn nghiệp. Tao thấy được á, gần nhà nữa. Trời lúc nãy anh vô anh hỏi, wow, anh ở trại cai nghiện đó. Tao cũng chưa thấy ai giới thiệu mà xúc như anh. Trong cai nghiện thì không? Ừ, nhưng mà nói nhanh nói bớt từ anh ở chạy cai nghiện đó. Làm quen người ta mà mới câu đầu là muốn bỏ chạy. Trời ơi, dễ thương gì đâu á, nhìn là biết người thật thà. Biết chút hỏi anh có muốn đổi nghề không. Dễ thương. Sang nói bảo tên Sang thì như tên ai tên Sang cũng vui tính hay sao. Sang cũng vui tính, anh này cũng vui tính.
Đây đó chứ bữa nay đóng đơn, tranh thủ đóng đơn ngày đêm luôn quý cô chú anh chị. Không phải gì chứ do thật Tết á nên là cố gắng đóng nhanh để gửi đi, chứ em sợ Tết nhất hàng hóa đông rồi bà con phải chờ đợi. Đây sáng giờ là đóng hôm qua là đóng tối hôm qua tranh thủ đóng đơn này sao đi. Đấy bố cũng thấy cũng nói chứ cực xíu là Tết nhất mà nhiều khi người ta cả năm người ta chỉ trông Tết để bán hàng thôi mà, nên là cố gắng về sớm thì bắt đầu về muộn về sớm đang điều rất là dụng không có người nhặt. Dạ đây hàng Tết cho cô chú anh chị. Đến lấy hàng kìa. Ồ anh đi lấy hàng rồi trời. Đây để con ra. Chào anh. Giới thiệu bà con cô bác. Người đàn ông ngày nào cũng gặp gỡ hẹn hò với anh đây. Đúng không anh? Đúng rồi. Ngày nào mình cũng gặp nhau. Gặp nhau hơn cả người yêu. Ông cuộc đời em có nhiều người đàn ông xung quanh mà mọi người đâu phải ghé lắm đâu. Anh bây giờ chắc phải có dán đâu sợ. Lấy ấy dán, em dán phụ cho không có bị nhầm nữa. Thôi em dán rồi. Tết này mà bị nhầm đơn là mệt lắm. Chuyển tới chuyển lui phiền. Thế mà nhiều đơn đã có đúng như nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Em cũng biết em có lập thêm đơn mới nào không? Cái đơn này từ đơn em làm từ hôm qua. Không sao đâu, anh cứ ấy nhập mã đi rồi đếm lại số lượng. Hơi thủ công xíu bà con cô bác. Thực ra là có máy in như của anh luôn á. Nhưng mà cái năm ngoái làm được đúng một tháng nó nhiều đơn. Sau đó nó không được nhiều đơn vậy cái chuyển qua viết tay. Giờ chắc tháng này chuẩn bị set up lại để in cái đó cho nó nhanh. Chứ viết cái này nhiều khi nó bị nhầm á mọi người. Bà con cô bác nào mà mua hàng em mà thấy lâu lâu em bị nhầm đơn đó là do vậy đó. Mình viết mã hoặc là mình dán mã bị sai á. Mà chuyển tới chuyển lui như vậy nó rất là cực. Tốn kém mà còn mọi người chờ đợi rồi mất thời gian nữa. Nên em dán phụ cho. Bố thấy anh này sao bố? Anh có quen chưa, hỏi anh có người yêu chưa nữa. Có người yêu, có vợ con gì chưa anh? Chưa có người yêu. Chưa có người yêu hả? Có thằng vợ với thằng con à. Thôi vậy thôi. Anh có em trai gì không? Được, chỉ có em trai thì được. À để anh dán cho anh kiểm mình. Thôi đưa em dán phụ cho. À ba. Ủa cái này mã ở đâu? Mã ở dưới, nhỏ nhỏ ở dưới đúng không? Bày ra luôn. Tháng Tết tháng này chắc chạy cũng mệt lắm nè. Bình thường alo ăn cái là qua liền. Đây là phải đợi nha, phải đợi anh qua nha. Không phải để gì được gặp anh à. Anh hỏi là có gấp không á. Không, em biết mà tháng Tết mà bà con cô bác mình nhiều đơn thì người khác cũng nhiều đơn vậy nên là 9G GCQ 8K đây. Ok, đủ. Xuất sắc. Bên cả hết luôn này. Ráng đi anh. Còn không thì mình qua thêm chuyến nữa. Ai trong thành phố Hồ Chí Minh mang nhận luôn. Ok. Nói chung là trong thành phố Hồ Chí Minh thì bà con cô bác đặt hàng thì sẽ nhanh hơn tỉnh. Nay mai cái là mình nhận được hàng liền, còn tỉnh thì tùy khu vực, tùy bên giao hàng. Hên xui lắm, không có cố định, nhưng mà thường trong thành phố thì nay giao là ngày mai mọi người nhận được liền. Rồi, cảm ơn anh nha, mai giờ này mình lại hẹn nhau nha. Cứ hẹn ở hò nhà nhau chứ không được đi đâu. Rồi, xong. Bây giờ đóng nốt số đơn ngày mai nữa bà con cô bác. Dạ, tranh thủ giới thiệu lại bà con cô bác một số mặt hàng bên em. Dạ, cái này là viên nghệ mật ong. Đây, viên nghệ mật ong là 470 ký. Cũng này là hũ nửa ký cho mọi người. Ký là mình sẽ được 2 hũ.
Còn cái này là hạt rẻ, mặt hàng mới 450.000 một ký. Đây, một ký là hai hũ như này luôn ạ. Đó, cái này bà con cô bác không cảm, tại vì Tết sát quá chưa có kịp làm tem. Còn cái này là hạt điều răng củi. Mặc dù Tết thì cũng một số mặt hàng nó lên giá, nhưng mà bên em thì vẫn quyết định là giữ giá ưu thương 280 một ký ạ, không đổi từ bữa giờ em bán luôn nha mọi người, 280 một ký. Còn cái này hạt mắc ca cũng vậy, 280 một ký, 280 một ký hai hũ như thế này. Rồi ngoài ra thì có mật ong nhãn 340 một lít, chai này cũng là chai nửa lít luôn. Rồi cái này là cà phê rang xay nguyên chất honey 280 một ký, hai túi như thế này. Còn cái này là dòng cà phê truyền thống là 250.000 một ký nha bà con cô bác. Đó, nói chung là những cái mặt hàng này đa phần là những mặt hàng Tết. Bố đưa con túi măng với bố. Dạ đây. Còn đây là măng khô. Măng khô này đảm bảo nhiều nhà sẽ rất là hay sử dụng Tết này. Măng khô 280 một ký luôn. Bịch này cũng là bịch nửa ký nha bà con cô bác. Đó, 280 một ký. Mọi người tranh thủ, nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người muốn mua thì mình tranh thủ mình mua vào những ngày trước Tết một xíu. Tại vì những cái mặt hàng này bà con cô bác có thể để lâu được. Mình mang về mình mua, mình để sẵn chứ đến ngày gần ngày á nó đông lắm, với lại mình phải đợi giao hàng lâu nữa. À, ngoài ra là em còn có cả set giỏ quà nữa, mà giỏ quà này không có để ở đây. Giỏ quà Tết, set giỏ quà Tết như năm ngoái em bán á, em sẽ để hình ảnh cho cô chú anh chị coi. Như mọi người muốn tặng quà Tết á, thì em cũng làm những cái giỏ là những cái sản phẩm như thế này, mình làm thành set quà để cô chú anh chị nào mình có nhu cầu tặng người thân á, thì mình có thể liên hệ em nha. Giỏ quà thì nó dao động có nhiều mức giá khác nhau, tùy theo bà con cô bác nhu cầu của mọi người muốn em lấy những cái mặt hàng nào bao nhiêu thì em sẽ làm thành cái giỏ như vậy theo yêu cầu của bà con cô bác luôn. Rồi xong, thôi bố nghỉ tay một xíu đi, mình bây giờ để cho bố Trương ăn tối đã. Xong bố Trương uống ăn tối cái rồi tranh thủ đóng xong. Ngày mai thì em với team ăn cưng dừa sẽ đi quay MV Tết. Đó, sắp tới coi MV Tết nữa nha bà con cô bác. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ cho mấy anh em. Rồi, cảm ơn bố Trương, cảm ơn Cún. Hôm nay đã quay clip. May mà Cún chứ không biết nhờ ai luôn. Rồi, cảm ơn bà con cô bác. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho em nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.